Tình yêu giữa các sao luôn là đề tài thu hút sự chú ý của người hâm mộ, giúp cho các dự án phim họ cùng tham gia gặt hái được nhiều thành công. Dưới đây là 4 mối tình bước từ màn ảnh ra đời thật của sao Hoa ngữ, khiến không ít khán giả phải ngưỡng mộ. Lưu Khải Uy, Dương Mịch. Cặp kim đồng ngọc nữ của làng giải trí Hoa ngữ chính là Lưu Khải Uy và Dương Mịch. Đầu năm 2012, cả hai công khai tình cảm sau khi bén duyên trong bộ phim Như Ý. Chuyện tình của nàng tiểu hoa đán và nam tài tử nhanh chóng nhận được sự ủng hộ của khán giả. 2 năm sau khi hẹn hò, Lưu Khải Uy và Dương Mịch quyết định về chung một nhà và xây dựng tổ ấm. Sau Như Ý, hạnh phúc của họ luôn góp phần giúp cho các dự án phim họ cùng tham gia nhận được hiệu ứng tốt từ khán giả. Bằng chứng là Giữ Lấy Tình Yêu và Thịnh Hạ Vãn Tình Thiên có sự góp mặt của hai diễn viên này đều nằm trong top dẫn đầu về tỷ suất người xem đài. Hiện tại cặp đôi đã có chung bé Tiểu Gạo Nếp. Tuy có nhiều tin đồn trong thời gian gần đây rằng hai người gặp trục trặc và đã ly hôn, nhưng người trong cuộc vẫn chưa xác nhận. Đặng Siêu, Tôn Lệ. Cặp đôi nổi tiếng bậc nhất trong danh sách này chính là cặp Đặng Siêu, Tôn Lệ. Đã kết hôn được gần 5 năm, gặp gỡ và yêu thương nhau ngót nghét 10 năm, nhưng cặp đôi chuyên dìm hàng nhau trên Weibo vẫn ngọt ngào như thuở ban đầu. Nàng chân hoàn luôn kề vai sát cánh cùng chồng ở mọi giai đoạn thăng trầm trong sự nghiệp của anh, đập tan mọi tin đồn về bất hòa lục đục trong hôn nhân. Tác phẩm đầu tiên đánh dấu sự hợp tác của bộ đôi chính là phim truyền hình Hạnh Phúc Như Hoa. Năm 2005, phim được phát sóng trên đài Nam Phương và thu về vô số các giải thưởng như Giải Kim Tinh cho phim truyền hình xuất sắc năm 2005, Giải thưởng Kim Mã cho phim truyền hình năm 2006, Giải thưởng Được Yêu Thích do người xem bình chọn năm 2006. Tiếp sau Hạnh Phúc Như Hoa, cặp đôi này tiếp tục sánh vai trong Mật Ngọt và bộ phim thậm chí còn thành công hơn dự án trước đó khi cùng lúc được 4 nhà đài lớn ở Trung Quốc phát sóng. Bộ phim đã gây sốt khắp đại lục và các nước châu Á khi công chiếu, trở thành một trong số những bộ phim truyền hình có tầm ảnh hưởng lớn nhất năm 2008. Bài nhạc phim Ánh Trăng Nói Hộ Lòng Tôi do cặp đôi chính Đặng Siêu, Tôn Lệ đến tận bây giờ vẫn lấy nước mắt của biết bao nhiêu người xem. Phim Họa Bích sau đó cũng là một thành công nữa của bộ đôi này năm 2011. Đến năm 2015, họ tái ngộ nhau trên màn ảnh trong bộ phim Thiên Sứ Xấu Xa thuộc thể loại hành động hoài kịch. Cặp đôi Đặng Siêu, Tôn Lệ rất chịu khó hy sinh hình tượng để hóa thân vào nhân vật của mình trong các vai diễn. Hạnh phúc viên mãn của đôi vợ chồng đáng yêu Đặng Siêu, Tôn Lệ thật khiến cho người khác phải ghen tị. Chúc cho họ sẽ mãi luôn mặn nồng như bây giờ nhé. Ngô Kỳ Long, Lưu Thi Thi. Xét về độ chênh lệch tuổi tác, Ngô Kỳ Long và Lưu Thi Thi xứng đáng chiếm ngôi đầu bảng. Hơn nhau tới 17 tuổi nhưng khi sánh đôi, Tứ Gia và nàng Nhược Hy của bộ Kinh Tâm vẫn cực kỳ đẹp đôi. Tiếp sau đó, bộ đôi mới của làng điện ảnh tiếp tục góp mặt trong phim cổ trang Vi Sư Sắc Sảo. Dự án Ngô Kỳ Long nhận 3 vai trò là nhà đầu tư, tổng giám chế và nam chính. Phim được hai nhà đài Đông Phương và Chiết Giang trình chiếu, càng về sau tỷ suất người xem càng tăng, đặc biệt là ở những tập cuối. Đám cưới đánh dấu chặng đường mới trên con đường hạnh phúc của đôi uyên ương được diễn ra trong không khí ấm áp vào ngày 20 tháng 3. Chúc cho Thi Thi luôn là thứ quý giá nhất của Kỳ Long và anh ấy luôn là món quà tặng tốt nhất dành cho nữ diễn viên xinh đẹp. Giả Nãi Lượng và Lý Tiểu Lộ. Xét về tuổi tác, cặp vợ chồng Giả Nãi Lượng và Lý Tiểu Lộ là trẻ nhất trong danh sách này. Tuy nhiên không vì thế mà tình cảm của họ kém sâu đậm. Gặp nhau từ phim trường Bát Đại Hào Hiệp, bộ đôi bèn nảy sinh tình cảm và công khai hẹn hò trên trang Weibo cá nhân. Khi mới công khai tình cảm, chuyện tình của họ không nhận được nhiều sự ủng hộ từ fan hâm mộ bởi Giả Nãi Lượng kém Lý Tiểu Lộ 2 tuổi. Mọi người nghi ngờ về độ bền chặt của mối tình giữa hai diễn viên trẻ tuổi này. Nhưng thời gian đã dần chứng minh, hiện tại cả hai vẫn đang hạnh phúc bên thiên thần nhỏ Giả Vân Hinh. Họ kết hôn vào đầu tháng 7 năm 2012 và hạ sinh con gái chỉ 3 tháng sau đó. Có thể nói, từ sau khi kết hôn, sự nghiệp của cả hai đều thăng hoa. Dự án Người Hộ Sinh có sự góp mặt của cả hai, không những được ba nhà đài Đông Phương, Giang Tô và Thâm Quyến ưu ái phát sóng vào giờ vàng, mà phim cũng liên tục đặt kỷ lục người xem. Mới đây nhất là sự tái hợp của họ trên màn ảnh với dự án Thần Thám Nội Trợ, ly kỳ hấp dẫn và không kém phần hài hước. Sự tài xuất của cặp đôi tâm đầu ý hợp đã giúp cho bộ phim liên tục đứng thứ nhất về tỷ lệ rating khi ra mắt, chứng tỏ sức nóng của bộ đôi vẫn còn lan tỏa rộng rãi trong làng giải trí Hoa ngữ. Và đừng quên like, comment và chia sẻ nếu thấy video của chúng tôi hay nhé. Top sao Hoa ngữ rất vui khi nhận được sự góp ý của quý vị và các bạn để chúng tôi hoàn thiện và cho ra những sản phẩm chất lượng hơn. Và đừng quên subscribe để cập nhật những video mới nhất. Cảm ơn các bạn.